Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chan 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 chan. Ok, xin giới thiệu mọi người, mình tên là Mèo Simi và hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là bé gấu bông siêu cute của mình. Cậu ấy tên là Daddy. Đó, các bạn có thể cậu ấy. Ấy da, ui cha cha, cái mông của tôi. Ủa, chị làm gì mà chị đánh cái đầu em vậy? Ủa? Em nói cái gì em nói lại, chị nghe qua chị nghe không có rõ. Hả? Con này là bé gấu bông Teddy của em. Đó, được chưa? Đừng có nhầm lẫn nha, đây là con Teddy của chị, chính chủ của chị nha, đâu ra của em, đâu ra nhận vơ dữ vậy? Ủa? Hôm qua chị cầm em ấy đi chơi uống trà rồi thì hôm nay bé Teddy này là sẽ của em chứ sao? No, hôm qua bé này là của chị, hôm nay cũng là của chị, đâu ra của em con ơi vậy? Ủa? Không, không chịu, bé này là của em. Không chịu, không chịu. Ây da, không có được của em, trời ơi, con này là của em. Chị, con gấu rồi. Con gấu này là của cô. Các em nghĩ sao mà các em gọi là giành con gấu này vậy hả? Ba đứa giành một con gấu như thế này. Con gấu này là của tôi nên là giờ tôi tịch thu luôn. Ủa? Ủa? Con lỡ rồi, con chưa búp bê của bông là sao vậy? Ủa này bây giờ. Ai bây giờ cô nói cho mấy em nghe nè, mấy em đang ở đâu? Mấy em đang ở trường mẫu giáo, mà trường mẫu giáo thì tất nhiên phải có gấu bông. Gấu bông này là của nhà trường, tài sản của nhà trường, nên là cô đành phải tịch thu đó thôi. Ủa cô gì kỳ vậy? Cô lấy đồ chơi của tụi con là cô bắt nạt con đó nha. Không chịu. Nói lại là cô lấy đồ chơi của tụi con, bây giờ tụi con chơi gì đây? Đúng rồi. Gà con nè, ăn trứng gà. Mẫu giáo của cô á, nhanh lên cô chơi gấu bông với tụi con. Trời ơi, chu cha học sinh dạo nãy giang hồ dữ ba trời. Thôi rồi, em mời chị ta hộ báo trường mẫu giáo chưa? Tụi con là hộ báo đấy. Đúng rồi, đừng có đùa với tụi con. Thì ra là như vậy. Thôi, nãy giờ cô đùa với mấy em thôi. Chứ nghĩ sao á, một cô giáo gọi là tốt bụng xinh đẹp nhất thế gian vũ trụ như cô lại có thể làm điều đó với lại các học sinh của mình chứ? Vậy bây giờ tụi con có chắc con có bông mà sao tụi con chơi nhau chơi rồi con không chịu đau, không chịu đau. Để cô xé nó ra làm ba. Không chịu đâu, tụi con muốn chơi thật nhiều đồ chơi. Ở trường mình có mấy cái này trắng phèo à, con không chịu đâu. Sao được rồi mấy em à, mấy em đừng có gọi là đừng có đào tía qua la linh tinh nữa. Bây giờ á, để cô sẽ gọi là nói cho các em biết, cô biết một cái nơi có rất là nhiều trò chơi luôn, mà đảm bảo mấy em sẽ cực kỳ yêu thích. Đừng nói là khu vui chơi nha cô. Công viên nước chắc luôn. Chuẩn rồi, đó chính là một cái khu vui chơi rất là vui luôn á. Ở đó có rất là nhiều trò chơi, mấy đứa tới đó tha hồ mà chơi luôn. Ơi, tôi được các em ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi. Đi thôi nào em ơi, leo. Dạ, các bạn. Đi. Mi, bà leo được. Đây. Rồi, ok. Đi thôi cô. Em làm cái gì vậy? Em làm gì leo đầu tôi rồi vậy? Ủa, thì cô phải chở tụi con đi chứ. Đi rồi, let's go. Học sinh bây giờ nó kỳ, nó leo lên đầu giáo viên nó ngồi luôn trời. Đi thôi cô. Yo. Wow, trời đất ơi. Mấy nhỏ này nặng dữ vậy, xuống tụi bay. Dạ. Rồi xuống mấy bạn ơi, vậy hả? Cô nói mấy em nghe nè, mấy em không được làm như vậy. Làm như vậy người ta gọi là thất lễ. Mấy em hiểu không? Dạ vâng. Ủa thôi mê bà phải xuống không? Vậy là cô giáo sẽ giận á. Điện thoại của em này là gì nha? Để tí đó tôi sẽ gọi phụ huynh của em. Thôi cô xin lỗi. Ủa cô, đây chính là khu vui chơi của tụi con đấy hả? Trời ơi là trời. Đúng vậy, đây chính là khu vui chơi mà cô đã gọi là tìm kiếm rất là lâu. Cô đã chuẩn bị cho các em đó em ơi. Dạ. Tận hưởng hết cả ngày hôm nay đi nào. Dạ vâng. Cảm ơn cô nhiều ạ. Wow. Thôi được rồi, vậy bây giờ thì cô đi đây nha. Giờ cô đang có việc bận rồi, mấy đứa chơi vui vẻ nha. Dạ vâng ạ, chúc cô một ngày vui vẻ. Đi rồi. Ủa?
Hồi nãy con không đi được, bình thường mà cô đập cửa cô đi ta. Trời không biết nữa mấy bạn ơi. Thôi cứ kệ đi. Trời đất ơi các bạn ơi, từ trước bây giờ mình chưa thấy cái chỗ nào nhiều đồ chơi như vậy. Ôi mấy bạn nhìn nè, có đồ chơi, có bong bóng, có bánh kem nữa. Đây đúng là thiên đường của tụi mình đó mọi người. Ê, cái chỗ này, cái chỗ đi leo lên nè, mình leo thử coi mọi người. Lên núi thôi. Chứ đây là núi. Đây, mình leo lên cho. Đây, mình là người leo nhanh nhất nè. Trời ơi các bạn nhìn nè. Wow, trời đất ơi là trời. Ai đồ chơi luôn. Ê, mấy bạn ai cười gì ghê dữ vậy? Ủa? Nè nha, tôi là cười, tôi cười thánh thót hay chim hót nha, không phải cười giống như kiểu miếng chuột cống đâu nha. Ai cười vậy? Tôi biết ai nè. Quay lại. Rồi chừng té, coi chừng té. Trời đất ơi, nhảy xuống đây cho nó an toàn nè. Hí. Trời ơi. Mấy bạn, lùi lại. Khoan, sao cái chú này đâu ra vậy? Ủa, ông là ai vậy? Sao ông xuất hiện chỗ này vậy? Xin giới thiệu với lại tất cả các con. Tên của ta là Sơn Lai, nước rửa chén hàng đầu Việt Nam. Anh nhầm, tên của ta chính là Sơn Drop. Ủa, sao chú lại vô đây? Chỗ này chỉ dành cho trẻ con thôi. Chú là người lớn mà, chú vô đây làm gì vậy? Vậy là mấy con cũng chưa biết rồi. Ta là Sơn Drop mà, nên là cho dù á mấy con muốn cái gì, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, ta cũng đều sẽ cho được. Muốn chơi cái gì cũng được hết. Có một điều kiện, các con không được tắt đèn. Nếu các con tắt đèn, các con sẽ phải nhận một hậu quả vô cùng đáng sợ. Sao nghe sợ vậy mọi người? Ủa, nếu mà tụi con không tắt đèn thì là không bị nếu gì? Nếu tụi con không tắt đèn thì tụi con sẽ được ăn bánh, uống chè, được đi chơi thỏa thích luôn. Ra là vậy, không được tắt đèn á mọi người, sao lạ vậy ta? Mà trời tối tắt đèn làm sao mình chơi, mình phải bật đèn đúng rồi mà. Nhớ tấm hồng này thông minh nè, đó nhớ tấm hồng thông minh nè. Để chú xin rồi đó, chú dẫn tụi con đi chơi một vòng ở đây, chỗ này có gì được không chú? Được rồi, con gái bây giờ đi theo chú nè. Đó, vật đầu tiên này của chúng ta chính là khu vực nhìn phát ai cũng biết đó chính là bãi cát. Bãi cát này mọi người, trời đất ơi. Ê, tỉnh ra tôi tưởng là bãi cát phải có trong bãi biển, ai ngờ trong nhà trẻ cũng có luôn. Đúng xịn sò luôn á. Đúng rồi, đây là bãi cát, bãi cát nhân tạo mà chú đã gọi là cất công làm ra mà. Làm sao mà không xịn được con. Ôi con, còn chỗ nào nữa chú, giới thiệu luôn á chú. Đi qua đây là con. Học sinh giờ nó lùng mà nhảy ghê vậy ta. Dạ tụi con ghê lắm. Ui cái gì đây? Khoan mấy bạn ơi, đây là trời, cái gì vậy? Cái gì vậy mê mê? Rồi tôi thì sao? Trời anh đâu? Trời đất ơi. Ủa chú Sinh Rớt, mấy cái bánh này tụi con ăn hết được luôn hả chú Sinh Rớt? Đúng vậy, mấy cái bánh này á là do chú đã gọi là một tay chuẩn bị cho mấy đứa đó. Ăn đi mấy đứa. Xịn quá à. Trời ơi bà ơi, tỉnh ra ở nhà trẻ của mình á, cô giáo không bao giờ cho rồi mình ăn cái này luôn á. Mà chú Sinh Rớt tốt bụng quá trời cho mình ăn hết luôn. Anh biết rồi, do chú Sinh là rớt rất thích con nít chắc luôn. Nó chú cho bà ăn cho bộ. Rồi con chỗ đúng nào mà đó. Không chú còn sau chỗ khi nào mà mấy đứa không? Sau khi mấy đứa ăn xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp một cái khu vực tiếp theo. Đó chính là khu vực đồ chơi. Trời ơi, các bạn nhìn này. Nhớ nó bảo kia đó, nên ăn xong rồi nó còn cố gắng lấy nữa. Tết quá à. Trời đất ơi, còn đồ chơi nữa. Trời, ăn xong đã có một đống đồ chơi nè. Đã quá à. Ủa, con gì nữa không chú? Con gì nữa không chú? Qua bên đây với chú nè. Sau khi mà mấy đứa rồi là qua khu trò chơi xong luôn á. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhà bánh luôn. Nhà bánh nè mọi người, chỗ nó to vậy. Wow. Nhà bánh nè. Cảm ơn chú Sơn Rắp. Mấy bạn ơi, bây giờ tụi mình đi chơi chỗ khác đi mấy bạn. Đi mấy bạn ơi. Đi mấy bạn ơi. Đi chơi đồ hàng thôi. Bên này có cả đồ hàng thôi mấy bạn. Chơi nè. Chơi Sơn Rắp ơi.
Con nghĩ chắc chú nghỉ ngơi được rồi á, bây giờ tụi con chơi một mình cũng được ạ. À. Không sao đâu, không sao, chú đi theo tụi con chơi cũng được mà, vui mà. Dạ. Chú ơi, con nói chú nghe nè, bọn con là cùng lứa tuổi với nhau á, bọn con chơi với nhau nó phù hợp á, con thấy chú cao quá. Chú đi chơi chỗ khác rồi chứ này, tụi con chơi được rồi. Chú mỗi lần thì chú ngồi. Không ngồi nè, con ngồi với chú nè, chú thấy là chú có thể với con là nó không có được. Kỳ lắm chú. Được rồi, nếu mà bây giờ á mấy con cùng cho tao ngồi với tao sẽ chạy vòng tròn. Mấy bạn mình nói nghe nè. Gì? Mình biết là chú này tốt thật á, nhưng mà chú này cứ đi theo tụi mình hoài phiền phức quá. Trời đất ơi. Biết nữa mà cứ đi theo kiểu này thì làm sao chơi mà vui được, chơi nó cảm giác khó chịu lắm. Đúng rồi. Tôi nói hai bà nghe nè, tôi nói thiệt luôn á, tôi nhìn cái quần của chú mà cái mà nãy giờ trong đầu tôi toàn là khoai tây chiên hamburger. Trời đất ơi. À mấy bạn, tôi có ý này là hay là bây giờ tụi mình tắt đèn đi cho chú ấy hết hoạt động được không? Hình như chú ấy sợ bóng đêm á, nếu mà tắt đèn rồi là chú ấy sẽ không đi theo tụi mình nữa, hợp lý đúng không? Hợp lý. Chắc chắn là chú này á, khi mà tắt điện nha, chú này sẽ không thấy đường, không thấy đường là chú này sẽ không còn đi vòng tròn nữa, tụi mình có thể đi chơi đồ hàng phải nha. Đợi xíu. À chú xin rap ơi, chú xin rap ơi. Chú đây. À, dạ, tụi con đang cần gọi là một chút đồ ăn á, phiền chú tới đầu kia lấy một chút đồ ăn cho tụi con được không chú? Được chú. Dạ. Mấy con cứ đến đây đợi cho chú sẽ lấy đồ ăn cho mấy đứa. Dạ. Đi các bạn, kiếm phòng điện, tôi không có biết nhưng mà mình kiếm quanh đây thử coi, nãy mình chạy vào mua, ủa cái gì đây? Phòng điện. Ê, em mấy bạn, phòng điện đây nè. Để mình. Đây. Trời ơi, bà con đi tàu lượn, đi bộ nhanh không? Đi, đưa đây. Tắt điện này mấy má. Đây. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái nút này có cái gì đâu? Ê khoan, hay bây giờ mình cắt một cái nguồn dây điện, điện sẽ bị cắt không ta? Có vậy rồi. Nhưng mà mình ngắt dây điện vậy là chắc chú không giận mình đâu ha. Chắc không sao đâu. Để ngắt xong mình nối lại, nó có gì đâu mà. Để mình. Hây. Ôi mấy bạn ơi, trời tối sầm rồi nè. Sợ quá. Không sao. Chú xin rớt. Anh xin đâu rồi? Sao cái con lại tắt đèn? Ta đã bảo cái con là đừng có tắt đèn rồi mà. Không. Đứa trẻ ơi, các ngươi đã không nghe lời. Vậy thì bây giờ các ngươi thì nhận hậu quả của mình đi nào. Đi theo tôi, Đây. Cái người lợi hại vậy sao? Nắm vô đây, nắm vô đây. Lợi hại vậy sao? Nắm vô đây. Chuối rồi. Cái người đâu? Đừng có đào tiếng qua la linh tinh. Cái người đâu? Chú chạy mất rồi. Ôi, cái gì mà ghê dữ vậy mọi người, tự nhiên chú sân rớt xong rồi biến thành gì mà đen xì lì luôn mọi người, ghê quá à. Giờ sao giờ? Ủa mà tại sao chú biến thành vậy vậy? Hình như hồi nãy mình lỡ tắt đèn hay sao á. Ủa khoan, hồi nãy em lỡ cắt cái dây điện, có ai cầm được cái dây điện không? Không, có ai giữ không? Ôi chết rồi, dây điện mất tiêu rồi chứ. Nó đâu có lấy theo đâu. Bây giờ tụi mình phải kiếm cách thôi mọi người, phải thoát khỏi đây thôi mọi người. Bây giờ chuối đang bị khùng rồi. Đi kiếm được qua chuối đang ở đâu vậy? Đi. Em bây giờ thoát khỏi chỗ này đi, bây giờ mình ở trong này để nào chủ kia bắt cóc mình cho mình xảy. Đâm vô. Đây, đâm vô đây. Từ, qua sau những quả bóng. Đây. Ôi, ghê quá. Có cách nào chui ra đây không trời? Chỗ mấy cái chỗ này nó chẳng hết trơn rồi, đây đi thôi mình. Đây là bây giờ không, tụi mình không phải đi chung với nhau. Cẩn thận.
Chú ở đâu hả? Đáp mọi người. Đứa trẻ kìa, các ngươi chó ở đâu? Đi ra đây, ở đây có cửa nè. Đi ra đây mọi người. Đây. Cái gì vậy trời, bị khóa cửa rồi. Ơi, tôi biết rồi, bây giờ mình phải đi kiếm chìa khóa để thoát khỏi đây á mọi người. Ê, khoan, hình như cái chỗ hồi nãy tụi mình trốn là có một cái rương á mọi người. Mình qua kiểm tra thử. Chú ấy kìa. Quả là lừng tinh, không thể nào mà cản bước được Moonlight đâu. Ôi, còn đọc rap nó kìa, ghê quá. Đi qua đây. Bây giờ tôi nói nghe này, bây giờ Sim với Sam đi, hai bạn đi tìm chìa khóa đi để tôi đánh lạc hướng. Không cần, phải đi chung. Ông mà bắt bà là ông gọi là gì ta? Bắt cóc bà đi luôn. Ôi mấy bạn ơi, có một cái chìa khóa nè. À, bây giờ mình phải đi kiếm chìa khóa rồi mình thoát khỏi đây mọi người. Đi thôi. Trời đất ơi, sao tụi mình như thám tử vậy? Ngầu quá. Ai không biết. Cái chỗ này rụng luôn á. Ê chú xin rớp kìa. Trời. Đây, tôi đang giới thiệu tên ta là Moon Gop. Trời ơi, ghê quá. Chỉ tương ngoại bác không phải phong cách của ta. Nhỏ rồi mà chú. Ôi, chú thấy mình rồi, chạy. Đứng lại đây, con mò nhỏ mèo chim ơi. Đừng nghiền cho ta. Đừng nghe coi. Tôi làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Đây, để tôi lấy chìa khóa. Đây rồi, chạy mấy bạn ơi. Chạy theo mình mấy bạn ơi. Đi. Chạy theo mình. Đập. Con nhỏ tóc hồng này dám bố láo à? Nhỏ tóc hồng này láo à? Láo à, lại đây. Cái gì vậy mà chơi? Trời, Mimi ơi, cố lên. Nấp sao bông bay gì đâu. Nấp sao hả? Không sợ quá. Mimi ơi, nấp đi Mimi ơi. Tập trung này nè, tập trung tay nè Mimi ơi. Nấp Mimi ơi, nấp sâu cát đi, Nấp. Nấp nấp đi. Rồi. Ok. Lạc ơi. Ngon là để cho đám nhóc này chạy thoát nha. Ôi, trời chủ biết bay nữa kìa. Chú này ghê quá. Ok, bây giờ mình kiếm được 3 cái rồi. Bây giờ mình như là trong cái này có 10 cái cửa hay sao. Bây giờ mình phải kiếm thêm 7 cái nữa. Ok, đi mọi người. Qua đây. Ghê quá. Trời ơi. Là gì ta, dịu dàng rồi nói khẽ cười duyên nha. Đi khẽ nói khẽ cười duyên nha. Ủa, cái gì vậy? À, 4 cái chìa khóa rồi, còn 6 cái nữa. Ok. Đây, bây giờ mình qua khu nhà ăn nè mọi người. Trời đất ơi, em Mimi bằng hết cái bàn luôn á bà. Trời đất ơi, bằng cái bàn này ăn luôn đi, mệt quá à. Tôi thấy đồ ăn ngon quá bà, tôi nãy tôi có nhường cho chị em ăn mà. Trời, bà nhường cho bà ăn hết cái bàn luôn nè. Khoan, đây là cái gì đây? Ủa gì vậy? Đây, 5 cái chìa khóa rồi mọi người ơi. Trời hay quá. Ôi, là... Chú. Trời, mọi người chú làm gì không? Cái mắt chú ấy màu đỏ lè, đỏ lét. Hình như chú thấy mình rồi. Ai không mà dừng lại á chú bắt tụi con. Ai bây giờ không à, đi ra chỗ khác đi, chú xấu xa. Chạy. Những cục xương ở đây ngon quá. Cái gì vậy? Trời ơi, chú ngồi chú chơi với mấy bộ xương luôn kìa mọi người, ghê quá. Đây chính là những bộ xương của những đứa trẻ hư. Hả? À, trời ơi. Chạy mọi người. Còn 5 cái chìa. Ủa, ở đây có cái chết nè mọi người. Đây 6 chìa khóa. Chạy này. Sam ơi, chị cẩn thận để em giúp chị. Ông Lâm leo trên này nè, leo. Ông leo này, leo này. Ghê quá. Ghê. Chú làm gì không? Đi kiếm tiếp mọi người. Ủa ra khoan. Đây. Có một cái chết nữa nè. Đây có một cái chết nữa nè. Trốn. Trời ơi. Chú này đánh cái rồi muốn người gì đó xải hàm luôn á. Đau quá. Chú anh cơ mà tôi muốn giảm cơ nè. Chú làm gì? Ý bà. Trời ơi. Cái gì vậy? Chú ăn phước hả? Biết rồi chứ. Cái gì trời? Quá gì vậy? Trời. Một mình thiệt mà. Chú bắt chạy. Nhóm này đâu rồi nhờ? Chú bắt chạy TikTok mọi người. Trời ơi, ghê quá. Bị trend TikTok luôn á. Đây, 7 cái rồi.
rồi, còn 3 cái nè mọi người. 3 cái nữa thôi là tụi mình thoát khỏi đây. Ê, đây đây. Ê, bên trong này có rương quá trời nè, coi thử. Đây 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 đây, kiếm thử coi. Ủa? Có toàn hoa vậy? Trời đất ơi. Đâu để em. Đây, 8 cái rồi, cậu thêm một cái nữa là xong rồi. À còn 2 cái nữa là xong nữa mọi người. Đi đi đi. Ê mọi người, bây giờ tụi mình leo lên đầu nha, tụi mình đi cho nhanh. Đây đây đây. Đây đây. Mimi, mà leo. Ok. Đây, lên rồi. Đi thôi sao? Đi đâu đây? Ê khoan, còn một chỗ mình chưa kiểm tra là chỗ gọi là bán áo quần. Mình tới kiểm tra thử coi. Áo quần á, đâu đây? Ok, từ từ bình tĩnh nha. Có chú xanh. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, có chuẩn bị bắt nha. Ok. Rồi. Đây, còn chỗ này. Ủa chỗ này đồ đẹp quá mọi người. Wow. Ê mà không được. Ê đừng có bạc thì nó mắc cười lắm. Ủa mặc lên cái cổ luôn vậy, lên cái cần cổ luôn nè. Đẹp quá à. Trời ơi. Ủa chị mang cái gì vậy? Chị mang cái váy lên cái cổ là sao? Ủa cái gì em mang cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ghê. Mang cái váy được thôi. Trời đất ơi. Ôi bây giờ đi kiếm nè mọi người, giờ kiếm thử coi chắc chắn vẫn còn hai cái chìa khóa ở đâu đó quanh đây. Tôi nhất định nó phải ở quanh đây. Hồi nãy tôi nhớ trong phòng điện có rương á. Hồi nãy mọi người có kiểm tra chưa? Nhỉ, có hả? Đâu tôi kiểm tra thử qua cái phòng điện có gì không? Ủa có gì xin đâu? Xin ơi nhìn chị đâu? Cái gì vậy trời? Trời ơi. Khoan, không được. Ui, xin rob đang đứng trong cái lều kìa mọi người, tôi thấy kìa. Ủa là nó trời gì vậy? Không biết chắc chú đi ngủ rồi. Ủa chú ban đêm chú đi ngủ quá ghê vậy. Thì ban đêm đi ngủ chứ ban chứ đi ngủ chứ không đi ngủ làm gì. Ha, đây đi kiếm tiếp. Còn hai cái chìa khóa cuối cùng nữa tụi mình sẽ thoát khỏi đây rồi mọi người. Khó lắm luôn á mọi người. Rồi mấy bạn ơi, còn hai cái chìa khóa nữa thôi. Cố lên, cố lên. Ủa mấy bạn ơi, 9 cái chìa khóa rồi, còn một cái nữa thôi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa chạy. Chết tiệt này, mày làm cái quái gì vậy hả? Chạy mọi người ơi. Trời đất ơi. Mấy bạn ơi, tính ra còn đúng một cái gì khóa mà nãy chưa kiếm không ra mọi người. Giờ sao giờ? Kiếm lẹ đi. Biết rồi. Á, chú không sống rồi, làm sao vậy? Chúng ta là mấy bạn ơi, chìa khóa cuối cùng nó nằm ở đâu vậy mấy bạn? Cứu mình vô. Trời ơi, biết rồi Sim ơi. Cái chìa khóa cuối cùng ở trong con Moonrod này nè, chị thấy ở bên trong nó có cái sắc gì kìa. Hả? Cái gì? Ủa nhưng mà giờ làm sao mình có thể đánh bại ông ta chứ, ông ta mạnh ngừng chết là tụi mình là con nít trời. Không, bây giờ phân ra nha. Em với Mimi sẽ tấn công con ngoài đầu Moonrod này, chị sẽ gì ta nối điện vào cho con này biến mất. Ok, được rồi. Đây. Đẹp, này thì đánh cho tôi ạ. Ui da. Chết tiệt. Mimi ơi, tôi leo đầu bà chạy rồi. Đi. Mimi nha. Rồi, chạy chạy về một nối điện. Ui, trời sáng rồi nè. Ui. Đâu rồi sao? Ui. Trời sáng rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái gì vậy? Ui. Ui. Ủa khóa. Chú xin rớt nè. Chú Sơn là sao vậy? Chú Sơn rớt, chú có sao không? Chú ơi. Cuối cùng mình cũng đã tỉnh dậy rồi. Hồi nãy mình cứ tưởng đâu là cái tên kia đã phá hủy hết tất cả mọi thứ rồi chứ. Ủa, khoan, chú ơi, hồi nãy là ai vậy? Sao cái chú hồi nãy y chang chú mà đen xì, ghê lắm luôn á. Này, thật ra đó chính là một nhân cách thứ hai của chú, tên là Moonrod. Moonrod. Khi mà màn đêm tắt đi á, hắn ta sẽ xuất hiện. Đó cũng chính là lý do bởi vì sao mà lúc nãy ta đã nhắc nhở cái con rằng là đừng có tắt đèn, nhưng mà cái con vẫn quyết định tắt đèn. Dạ, tụi con xin lỗi. Tụi con xin lỗi. Thôi không sao đâu, miễn sao bây giờ mấy con an toàn là được rồi. Đây, chính là chìa khóa cuối cùng. Các con hãy cầm cái chìa khóa này và thoát ra khỏi đây đi. Nghe nha, được rồi. Vui quá à. Và sau chuyện này mấy đứa sẽ không còn thích ta nữa đâu. Chú ơi, sao mà bóc bách luôn vậy? Chú đừng có khóc chú ơi, chú khóc sâu lắm. Mà không nói chú nghe nè, hồi nãy cái chú kia chú đánh con quá trời luôn, nhưng mà ngược lại là chú cho con ăn quá trời nên con rất là thương chú. Thôi, cảm ơn chú. Chú xin
tâm rồi đó, chú yên tâm. Tụi con biết là chú rất thương tụi con và chú muốn bảo vệ tụi con nên chú không muốn tắt đèn. Nên chú yên tâm đi, nhất định một ngày nào đó tụi con sẽ trở lại đây và gặp lại chú mà. Nên chú yên tâm nha. Đừng có lừa nha chú. Cảm ơn mấy con. Thôi được rồi, bây giờ mấy con đang ở đây đi. Dạ. Chú là chú muốn ôm hả? À chú muốn ôm à? Ôi chú nhảy được luôn rồi chú. Dạ tụi con cùng vô chú lắm. Ủa Mimi ơi, bà làm gì mà leo đầu chú xanh rớt vậy? Ôm cỡ chú để thể hiện sự yêu thương của tôi dành cho chú. Bắt cổ cho ôm gì? Dạ thôi tạm biệt chú nha, tụi con đi về đây. Bye bye. Tạm biệt nha. Dạ tạm biệt chú. Đi lạc không hồi tắt đèn hả? Đi ra nửa giờ. Trời đất ơi, đây trời. Trời tôi xin lỗi, tôi lỡ leo đầu mọi người, xin lỗi. Ôi wow, các bạn ơi, lạ ghê. Cái chú sân rớt này á, trời sáng là bình thường, trời tối là biến thành mundo rớt mọi người, ghê quá à. Nghe như ma sói nhờ, trời ơi, trời sáng bình thường có thành ma sói đó. Trời ơi, ghê thật sự đúng mọi người, đây. Ôi, trời đất ơi, tôi tựa lát nữa tôi bị cái chú. Ghê nha. Tưởng cái chủ kia gọi là gì là sẽ gọi là đánh tụi mình mất. Ôi trời ơi, có gì đó sau lưng mình kìa. Ủa gì vậy? Gì vậy? Hello bạn chim cánh cừu. Trời ơi, các bạn nhìn cô dễ thương nhờ. Ê giống màu quá chị ha. Hello bạn, mình là cái mập nè. Thôi bây giờ tụi mình đi về nhà nha mọi người. Nha.